Chào. Bữa cơm chay của gia đình Kỳ Duyên Ngộ của mình hôm nay là mình sẽ nấu một món canh bầu với đậu hũ luộc và đậu hũ súp cà lót dĩa. Đây là bầu. Mình sơ chế bầu. Bầu mình bầm ra, bầm cho đều ra rồi mình cắt miếng ra như thế này. Đây là cách bầu của người dân miền quê Nam Bộ của mình. Đó, xong. Đây là một rổ bầu. Tiếp đó là mình cho một nồi nước sôi. Ở trong cái nồi nước sôi này á, thì mình có đậu hũ luộc. Mình đã luộc sẵn. Mình luộc sẵn trước khoảng 10 phút, 15 phút. Cho đậu hũ nó dai lên. Rồi thì mình sẽ bắt cái nồi nước sôi mới lên. Mình lấy đậu hũ ở bên kia qua mình để vô. Cho một muỗng hạt nêm canh. Một tí xíu bột ngọt. Mình xài bột ngọt rất là ít. Mình không có xài bột ngọt nhiều. Vì trong các thứ mình nấu ăn thì trong hạt nêm nó cũng có đầy đủ rồi. Nhưng mà mình muốn dặn thêm cho nó hương vị cho nó hơi đậm đà một chút. Rồi như vậy là mình đậy nắp lại để mình đợi cho nước nó sôi lên. Mình sẽ để bầu vô. Trong thời gian chờ đợi bầu thì mình sẽ làm món đậu hũ súp cà để ăn với cơm. Đây là cà chua mình đã bầm sẵn. Mình không phải bà bầm là mình xắt hạt lựu ra. Mình cho chảo lên bếp. Cho một ít dầu. Ít dầu thôi nha các bạn. Bởi vì gia đình mình ăn hạn chế dầu, đường với bột ngọt. Cho nên trong khâu nấu ăn cho gia đình thì mình đã hạn chế rất là nhiều dầu với đường với bột ngọt. Mình chỉ để cho nó có tuyệt đối thì không 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 để là nó không ngon. Mình ăn thì mình sẽ hạn chế, mình giảm bớt lại. Đây là tỏi mình đã sắt. Cho tỏi vào chảo, đảo đều. Cho tỏi vàng lên. Nó thơm lên. Đây là cái khâu đậu hũ mình sốt cà. Thì trước tiên là mình sẽ sốt cà. Mình sốt cà trong chảo với tỏi thử. Cho vàng lên. Thì nó tùy theo cái món đậu hũ mà mình thích làm, thì khi mà có khi thì mình trộn sốt cà cùng với đậu hũ, có khi thì mình chỉ sốt cà không thôi, rồi đậu hũ thì mình để mình trải lên trên, thì tùy theo cách là mình trang trí cho cái mâm cơm của mình mỗi ngày. Thì nói chung là cái bếp ăn của mình, cái bàn ăn của gia đình mình, cái mâm cơm của gia đình mình thì mỗi ngày mình đều trang trí cho nó lạ, nó bắt mắt nhưng mà cũng rất là ngon và bổ dưỡng. Không phải chỉ là hình thức không mà là chất lượng nữa nha các bạn. Mình nấu ăn á, thì nói chung là có nhiều người mình nhìn thấy trên video clip của họ dạy nấu ăn thì tất cả những cái món ăn của họ làm có khi nhìn thấy rất là bắt mắt. Nhưng mà thực chất thì mình nhìn thấy cách nấu họ làm nêm nếm thì mình tưởng tượng ra chắc là ngán lắm, không thể ăn nổi. Cho nên bếp ăn bình dân của gia đình Kỳ Duyên mình thì mình làm nó vừa bắt mắt mà nó lại là vừa rất là vừa miệng, ngon miệng cho bữa cơm hàng ngày của gia đình chúng ta. Nên video clip của gia đình mình là giờ video bữa nấu ăn cho gia đình hàng ngày hàng bữa trong quanh năm suốt tháng. Thì ngoài cái việc mà dinh dưỡng rồi trang trí cho bắt mắt thì còn phải là nêm nếm chất lượng cho nó vừa ăn, cho tất cả mọi người đều thưởng thức được vừa với khẩu vị, chứ không phải chỉ là làm cho đẹp thôi. Mình nhìn thấy mấy cái video của họ làm thì rất là bắt mắt, rất là đẹp, nhìn thấy rất là ngon, nhưng mà thực chất thì cái cách nêm nếm hoặc là cách chế biến của họ làm cho mình cảm giác ngán. Chắc ăn nhiều không nổi đâu, ăn một muỗng thì được. Nhưng mà là món ăn của gia đình mình thì
là bữa cơm ăn tới hết sạch đồ ăn luôn, hay là có thể ăn hết cơm nữa. Chứ phải vừa là chất lượng mà vừa là ngon, bổ dưỡng, tinh khiết, ăn nó vừa hấp dẫn, làm cho người ăn chay muốn, người ăn mặn muốn ăn, người ta nếm thưởng thức thử cũng không bị ngán. Rồi mình ăn chay quanh năm suốt tháng thì mình ăn hoài mãi mãi mình cũng không có cảm giác bị ngán nữa. Như vậy thì cách chế biến cũng là một cái khâu rất là quan trọng cho người ăn chay. Không phải chỉ là hình thức bề ngoài thôi, mà nó là toàn bộ là cái vấn đề là nêm nếm rồi chất lượng. Rồi cái nồi nước của mình nó cũng đã bắt đầu sôi lên, mình sẽ cho bầu vào. Nhớ là khi canh bầu hay hoặc là canh bí đao gì thì chúng ta cũng đều nấu cho nó vừa chín tới thôi nha các bạn. Bởi vì nếu mà bầu hay hoặc bí mà mình nấu nó chín rục quá thì nó sẽ không ngon, nó bở, nó không làm cho miếng bầu ngon, nó không hấp dẫn. Nhưng mà cho mấy người không có răng thì được, mấy bà già lão hết răng. Rồi mình để nắp lại, mình chỉ đợi cho nồi canh nó sôi trở lại một cái nữa thì bầu nó sẽ chín. Rồi và tiếp đó thì cái cà sốt của mình cũng vừa chín tới. Ở đây thì mình sẽ cho một chút xíu sa tế, bởi vì lúc nào sa tế cũng sẽ làm cho cái khẩu vị của cà sốt của mình nó sẽ tăng hương vị đậm đà hơn, kích thích hơn. À, ăn nó vừa cay cay, chua chua và vừa ăn của món ăn của đậu hũ, của món chay. Ở trong tất cả các món chay của mình thì có khi gia đình mình cũng thích ăn cay, cho nên sa tế là món chính mà mình chế biến để đằng nào mình để vô. Rồi chỉ cần để rải một chút hành vô nữa là xong. Mình tắt bếp nha các bạn. Rồi mình tắt bếp thì mình sẽ cho cà sốt vào dĩa. Cái này là đậu hũ tươi mình đã chiên giòn, rất là giòn. Bây giờ thì bác sĩ đều khuyến cáo chúng ta nên ăn lạc, không có ăn mặn mòi. Cho nên thường những món ăn chế biến của gia đình mâm cơm mình thì mình không có nêm nếm mặn. Còn ngày xưa thì ăn cái gì cũng mặn mặn, nhưng mà bây giờ thì giảm rồi. Những đủ mặn mặn vừa cho cái miệng của mình thôi, để giữ gìn sức khỏe. Rồi cà chua mình sẽ cho vào đĩa. Rất là ngon, hấp dẫn phải không các bạn? Món sốt cà này rất là đặc biệt, ngon, hấp dẫn, bổ dưỡng cho người ăn chay. Mình nghĩ người ăn mặn nếu mà nhìn thấy thôi hoặc là nêm thử cũng rất là hấp dẫn. Rồi mình cho đậu hũ tươi lên. Đậu hũ tươi mình đã chiên giòn nha, chiên cho nó giòn lên rồi. Xong. Rồi như vậy là xong một món sốt cà. Mình cho hành lá nha, tắt bếp liền. Xong. Như vậy là mình đã nấu chín xong một nồi canh bầu. Hành lá rất là ngon phải không các bạn? Bổ dưỡng, thơm ngon. Đậu hũ luộc. Mình có thể đậu hũ, để đậu hũ chung với tô canh, hay hoặc là mình có thích ăn đậu hũ luộc chấm muối tiêu chanh thì mình cũng có thể vớt đậu hũ riêng ra cái dĩa cho nó ráo nước. Ở đây mình sẽ cho ra tô một miếng đậu hũ chung với tô canh, nhìn thấy rất là ngon, hấp dẫn. Rồi sau đó mình sẽ cho đậu hũ luộc riêng ra một cái đĩa. Đây là một món đậu hũ luộc dành cho người ăn chay, mình có thể ăn không chơi. Chấm muối tiêu chanh, muối tiêu nặng chanh vô, rất là bổ dưỡng, chất đạm đầy đủ.
cua gì nó mặn hết, rất là ngon. Rồi, vậy là đã xong món cơm gia đình của gia đình Mâm Cơm Chay Kỳ Viên của mình. Đầy đủ chất dinh dưỡng, bổ dưỡng, tinh khiết. Một bữa cơm chay đơn giản thuần khiết như thế này sẽ làm cho thân tâm của chúng ta được an lạc, nhẹ nhàng, thanh thản. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, thân tâm an lạc. Phát tâm Bồ Đề cầu sanh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Nam Mô Di Đà Phật.